thế gian khuất xa dần. Bóng đêm tối quay về, dối trá tính toán những lọc lừa đã khiến bao mụi mê. Sao không đối với nhau bằng tình người, để oan than phải chất chồng, cứ thế sống trong bao hận thù. Cuộc sống lọc lừa nhau, người thì khoai trá tiếng cười, người thì tắt mất nụ cười, bụi trần chim đắm mê muội đầy thế gian. Đừng gieo trái đắng hận thù, làm cho thế gian phải điên loạn, để cho bóng tối cuộc đời giam cầm bước đi mịt mờ. Hãy để ánh sáng mặt trời tìm về xóa tan đêm mờ. Luật trời xưa nay vẫn tồn tại, rằng ta phải thua chính nghĩa ở đời. Đừng gieo trái đắng hận thù, làm cho thế gian phải điên loạn, để cho bóng tối cuộc đời giam cầm bước đi mịt mờ. Hãy để ánh sáng mặt trời tìm về xóa tan đêm mờ. Luật trời xưa nay vẫn tồn tại, rằng ta phải thua chính. Đúng ngay chỗ này, đâu nằm ở đây, không có cái mình, chỉ có cái đồng. Đào đi, đào lên lẹ đi ông ơi. Đào đi chờ gì nữa? Dạ chỗ nào pháp sư? Ở đây rồi. Lấy lên. Nhanh lên, nhanh lên. Phải cách này không? Đúng nữa cái gì vậy bà? Nó xuống. Lẹ coi. Cái đầu nè. Trời ơi, thiệt uổng công tụi tôi đi theo ông à. Pháp sư mà chỉ gì đâu không à. Trời đất ơi, thiệt luôn à. Đi đi đi. Đi đi đi. Đi hết rồi. Lúc này lúc kia chứ. Tại vì lúc này năng lực của tao suy yếu. Cho nên là đừng có nói nữa, để tao về tao tu luyện lại. Nó hoài. Thôi đi về hết đi. Dương Võ đi theo hắn, ta bọc hậu. Dạ. Dương Võ, có thấy hắn không? Không, sư huynh có thấy không? Chết mà. Trời ơi, lúc đó con không chứng kiến, cho nên con không thấy cái cảnh mà tên Lã Bôn bị dân chúng xỉ giả. Trời ơi, cái mặt lão ta lúc đó vừa sượng trân vừa sợ sệt, tức cười gì đâu đó. Đúng rồi đó phu quân, nhìn y ta có vẻ rất là lo lắng. Đại nhân, nhưng cũng thật là đáng tiếc, Minh Hữu có khả nghi một người thanh niên đội nón lụp xụp. Nhưng khi theo dõi y thì hắn ta đột nhiên biến mất và không để lại dấu vết. Dương Võ cũng vậy. Dương Võ đã cố gắng đuổi theo, nhưng hắn ta đã nhanh chóng trốn thoát. Không sao. Lúc đó nếu hai người manh động bắt hắn thì cũng chẳng làm được gì đâu. Hắn sẽ chối bay chối biến cho mà xem. Nhưng mà
thuộc hạ cũng không hiểu ý của đại nhân lắm. Tại sao đại nhân lại cho quân lính đào lên trong đêm mà không để tới sáng mai cho thầy Pháp tới làm đúng theo kế hoạch? Ý đại nhân muốn hạ bệ tên thầy Pháp, vạch trần bộ mặt lừa đảo của hắn trước dân chúng. Đó chỉ đúng một phần mà thôi. Ta đang muốn dụ hắn ra khỏi hang. Giờ này có lẽ kẻ thủ ác đang tìm tới Lã Bôn để hỏi tội hắn. Bây giờ chúng ta ngay lập tức tới am bao giây. Tuân lệnh đại nhân. Ngươi mà la ta cắt cổ ngươi. Đừng giết tôi. Tôi trả tiền với vàng lại hết. Câm miệng. Cái thứ cấp đó đâu? Tại sao ngươi dám đào lên mà quăng đi? Tôi đâu biết gì đâu. Ngươi không biết thì ai biết? Ngoài ta ra chỉ có ngươi mới biết chỗ chôn cái đầu đó thôi. Còn quan nữa. Quan nào? Dạ. Quan nào nói mau. Dạ, quan huyện quan trung. Thưa ngài, ngài biết hết tất cả rồi. Đừng giết tôi. Đồ xin ngủ. Người đúng là vô dụng. Đây chính là hung thủ đã gây ra vụ án tráo xác làm hoang mang dân tình bấy lâu nay. Giải hắn về tra hỏi. Đi. Tên kia, cho đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa chịu khai sao? Một mình ngươi mà giết chết hai mạng người vô tội, cắt rời thủ cấp, quán đổi thân xác, dẫn dụ dân chúng mê tín dị đoan. Ngươi đừng quên là Lã Bôn đã chứng kiến hết tội ác của ngươi. Và y ta cũng xém chết dưới lưỡi hái tử thần của ngươi rồi. Mau nhận tội đi. Ta không làm gì sai cả. Phàm làm những việc lớn, phải có kẻ hy sinh. Hy sinh à? Phải. Hai mạng người đó không là gì so với đại cục cả. Lão Tuyết! Đại cục gì chứ? Trần Đại Nhân là bậc hiền tài, là ân nhân của dân chúng. Ngươi bày trò mê tín, tung tin thất thiệt nhằm hạ uy danh của ngài. Trần Trung đáng chết, hắn là phường sâu mọt hại dân hại nước. Ngươi cứ để hắn nói. Đại nhân, Mạnh Cung, người của ta mới từ kinh thành về, ta đã biết tất cả về ngươi rồi. Bái phục đại nhân. Vừa nhìn thấy tên sát thủ, người đã liên tưởng ra ngay cha của hắn. Người đâu? Dạ đại nhân. Mở cửa ra. Dạ. Ta đã cho người đi thu thập tất cả thông tin về ngươi. Mạnh Cung, ngươi chính là con trai của Mạnh Cang. Sau khi cha ngươi tự vẫn trong tù thì ngươi cũng bỏ nhà ra đi, mang theo một nỗi oán thù sâu nặng vô căn cứ. Đồ đạo đức giả, ta căm thù ngươi Trần Trung. Chính ngươi đã đẩy cha ta vào con đường chết. Chính ngươi cũng biến ta ra nông nỗi này. Ngươi chết đi, Trận chúng đã cầm thù ngươi. Mạnh Cang có phải là một trong bốn kẻ thủ ác đã bức tử cha của Dương Võ này không? Chính xác. Nếu không nhờ Trần đại nhân thì cha của người đã chết trục ở trong tù rồi.
Mình cung, vậy thì cha của ngươi đâu có oan ức gì. Trần đại nhân đây là một con người của chính nghĩa. Không oan ức à? Không oan ức mà cha ta phải tự vẫn ở trong tù à? Hả? Mạnh cung, ngươi hãy nhìn kỹ đây. Ngươi có nhận ra di bút của cha mình không? Đọc đi, rồi sẽ hiểu vì sao Mạnh Can cha của ngươi lại tự giận. Ngươi đã bỏ nhà, bỏ làng sớm, ra đi quá sớm, khi chưa kịp hiểu chuyện gì. Ngươi có biết sự hồ đồ sốc nổi của ngươi đã hại hai mạng người chết quan và làm cho dân chúng một phen náo loạn. Đúng là di bút của cha ta. Cha ơi, sự thật là đây sao? Cha tự giận vì ân hận với những tội lỗi của mình là thật sao hả cha? Cha ơi, con phải làm sao đây hả cha? Hãy tha lỗi cho con, cha ơi. Con phải làm gì để chuộc lỗi của mình đây hả cha? Này, ta tuyên bố vụ án giết người cướp của 15 năm trước do chính Dương Võ, con trai của kẻ tử tù kiệu quan cho cha của mình, nay đã được sáng tỏ. Dương Tử bị hàm quan và chịu cảnh giam giữ suốt 15 năm trời. Nay ta tha bổng và ta sẽ đề bạt lên trên để khôi phục danh dự và bồi thường thiệt hại cho ông ta. Về đội ơn đại nhân, đội ơn quan nhiều lắm. Đội ơn đại nhân, đội ơn đại nhân. Mạnh Cam, Đặng Bút. Dạ. Hai ngươi là kẻ chủ mưu, giờ ta sẽ bắt lại để chờ ngày định tội. Sau cái chết của cha, ta tìm về làng Tre và lên âm mưu trả thù Trần Trung. Điều nghiêng các vụ án mà Quan Trung đã xử, ta đi đến ý định hạ bệ hình tượng Quan Trung trong lòng dân chúng làng Tre. Nghĩ là làm, ta đi tìm ngay kẻ xấu số để thực hiện kế hoạch trả thù. Khi đi ngang bến đò, ta thấy một cô gái đứng đó chờ ai với vẻ thất vọng. Theo suy đoán, có lẽ là cuốn gói theo tình nhân nhưng lại bị bỏ rơi. Ta kiên nhẫn chờ đúng thời cơ để ra tay. Sau khi ra tay cắt thủ cấp của cô gái xấu số, ta chọn kỳ tài và mã thịt heo làm kẻ thế thân, dùng vàng đánh lừa kỳ tài. Sau đó, thừa lúc sơ hở của mã thịt heo, ta tráo đầu heo thành đầu người. Sau khi kỳ tài và mã thịt heo bị tống giam, ta liền đi bước tiếp theo là tìm một nạn nhân thứ hai để thực hiện kế hoạch đã tính toán. Làm ơn giúp tiền cô. Dạ không có. Cá nhiều quá hả? Giỏi quá. Mệt không anh? Về ăn cơm. Trời xui khiến, ta
ta gặp ngay một kẻ ăn mày làm ơn giúp không nhà không cửa, cầm đấy. Không họ hàng thân thuộc, đang đi lang thang. Từ ngàn xưa trên thế gian ta dẫu biết rằng cuộc đời đôi khi không như giấc mơ, thì thôi ta cứ sống cho qua ngày mai, không oán than không trách móc số phận an bài. Dù cho ta đang trắng tay, ta chưa có giàu sang. Dù cho ta đêm từng đêm với những ước mơ, thì thôi ta sống sao để những ngày sau nhiều phong ba, nhiều đắng cay, ta vẫn là ta. Cuộc đời ta có đen có trắng có đổi thay, đừng tham lam sân si làm điều xấu xa, đừng gây thêm oán ân đời sau sẽ nở, sẽ xót xa sẽ khổ đau tròn kiếp con người, đừng gieo thêm nhân gian là ta phải chịu những khổ đau những sai lầm kiếp trước ta sao.